Xin chào các bạn nhé. Hiện nay tôi đang ở một cái làng tày. Qua quan sát thì ta thấy cái làng tày này cũng rất là thưa thớt thôi, không đông dân cư mấy. Đây này các bạn này, nhìn rất là hoang sơ và rất là đẹp. Đấy. Rồi mời các bạn cùng tôi đi vào đây khám phá cái làng này xem ở trong làng này có cái gì hay và độc đáo không nhé các bạn nhé. Đặc biệt là tôi thấy có cái cầu này là rất là đẹp này các bạn ạ. Đấy, đây là có một cái cầu treo đi vào trong bản rất là đẹp nhé các bạn nhé. Cầu treo này bằng sắt này và có các cái dây cáp rất là to chắc chắn. Đấy, có thể là đi ô tô 4 chỗ đi qua được nhé các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ lướt qua một vòng cho các bạn xem cái bản này. Đây có 1, 2, 3, 4, 5 nhà. Bên này có 6, 7 nhà luôn các bạn ạ. Đấy. Đó. Bạn thấy bản này có đẹp không ạ? Và bây giờ tôi sẽ bay flycam cho các bạn xem toàn cảnh cái bản này nhé. Xem nó đẹp và hoang sơ không. Và chúng ta sẽ đi vào trong đây, vào trong cái bản này để khám phá xem có cái gì độc đáo và đặc sắc gì không nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ mời các bạn cùng tôi đi vào trong làng chơi nhé. Đấy, vừa mới gặp một cậu học sinh rủ lên nhà chơi. Thôi bây giờ mình đi lên nhà em ấy chơi một tí. Đấy, đang đi trước kìa. Em học sinh này ra trường rồi nhưng mà vẫn nhớ thầy. Mời thầy lên chơi xem. Mình sẽ lên trên nhà em ấy xem trên nhà em có những cái gì hay không. Đấy, đây là bản làng này. Nhà cậu em này, học sinh này là ở cuối làng cơ các bạn ạ. Ở cao lắm, chứ không phải ở đầu làng, đây là đầu làng các bạn ạ. Cuối làng thì lại toàn người giao nha các bạn nhé. Vậy các bạn cùng đi theo mình chơi nhé, vào trong bản chơi nhé. Đây, đi vào bản vui lắm. Anh em nào chưa đi vào bản thì đi cùng mình nhé. Đấy, đấy nghe nói là nhà em ở chỗ tít trên vách đá trắng trắng như kìa các bạn ạ. Đó, tít trên đấy, nhà cái cậu em học sinh kìa. Tít trên kia. Bây giờ mình đi vào trong đấy nhá. Đi chơi một vòng xem. Còn ở dưới này là làng tày, trên kia là làng giao các bạn ạ. Bây giờ mình đi lên làng giao chơi đã. Và đây có rất nhiều thóc này các bạn ạ. Đây có rất là nhiều thóc bà con để ở ngoài này nhé các bạn nhé. Đấy, phơi và cất ở đây luôn này. Đấy, sau khi khô thì chắc là mới vò ra và cất vào bao. Rất là hay.
Ở đây cũng lại có một cái nhà để thóc này. Ở đây có nhà để lúa cum đẹp nhỉ. Lúa cum của nhà chị à? Cái lúa cum này của nhà chị à? À. Sao lại không cất ở trong nhà mà lại để ở ngoài này hả? Vướng. Nhà mình có con chuột, không có mèo. Không có mèo. Ở ngoài này mèo nó bắt à? Cho mèo nó bắt chuột à? À, treo lên này để cho khỏi chuột với lại khỏi con linh tinh à? À, xong lại để nó khô nữa đúng không? Ừ, cũng tiện nhỉ. Đi chơi, đi vào trong này chơi tí. Rồi em đi đã. Hết đường bê tông rồi các bạn ạ. Bây giờ là đi đường đất lên nhà em học sinh nhé. Này mà trời mưa thì không đi được đâu các bạn ạ. Toàn đường đất đỏ thôi nhá. Cái này trời mà mưa thì thôi luôn đấy. Trời mà mưa thì chịu luôn, không thể đi được. Thôi à, toàn phải đi số 1 nhá. Không thể đi số 2 được. Vừa quay, một tay quay một tay lái nên là đi nó hơi khó các bạn ạ. Vào đi khó lắm các bạn, để đi vào trong bạn là thế này đấy. Ở trên này cao quá, dưới kia rất là đẹp nha các bạn nhé. Chụp bỏ trước thầy thấy ở đây có một cái điểm trường cơ mà. Điểm trường có phải ở đây trên này không? Rồi. Dỡ rồi. Dỡ rồi à? Bây giờ đây là nhà đây à hay là nhà bà? Nhà em ở trên kia à? Sắp đến chưa? Đi đường này à? Đi đường này sang nhỉ? Hôm trước sang một lần rồi quên mất. Đi chưa? Đi mà. Đi. Nhà chuyển ra đây. À, bên kia nữa cả. À, chuẩn bị đi làm vườn à? Hai vợ chồng. Ây da, đi khó phết đấy nhỉ. Ây da. Ui, cái đường. Khá phết. Wow, đây là mấy chỗ lợn. Ấy à, ô hôm nay tháo ao à anh? Nhiều cá nhỉ? Đâu nhà em đâu? Nhà đây nhỉ?
Bắt bán à anh? Con to nhất được mấy cân rồi? Trước thấy những kiểu làm nhà sàn mà nhỉ? Trước kia tại vì chưa có cái đường to này đâu. Chưa có đường này nhỉ? Cái đường này là đi lên Giáp Yên à? Hay Yên Cư này? Đi lên Yên Cư được đúng không? Bây giờ ô tô đi qua đây rồi nhỉ? Ô thế sao hôm nãy không đi đường to này? Sao hôm nãy không đi đường to này? Thầy có đi đường to này, đường to này, ô tô đi nhiều kiểu đường khó ấy. À. Thầy phải đi đường bên này. Ừ, đường bên này dễ hơn nhỉ. Ừ. Nhà. À, làm lại nhà nới thêm rộng ra phải không em? Nhà này làm kia thầy lên chả biết làm cái chưa là trước thầy lên hình như là nhà đất thì sao ấy? Trước kia là nhà sàn. Nhà sàn à? Vâng. Rộng phết nhỉ. Cho. Ăn kẹo. Hello chị ơi. Dạ. Hả? Tôi đi này. Đi nhà mai mà. À, chả có gì đâu cháu, không mấy kẹo nhỉ, ăn kẹo, ăn được kẹo chưa? À, bên này là bên nhà sàn chứ nhỉ? Ồ đây, có đỗ tương nhiều phết đây, có cái ổ trứng này, gà để tận trên nhà này. Toàn gà đấy. À, à, nhiều gà đẻ thế nhỉ? Mấy con gà toàn đẻ tít trên nhà này. Thế bây giờ một mình em ở đây à? Em với ở bố mẹ à? Hai đứa con trai. Hai con trai. Con đứa đi chăn à? À đi chăn trâu à? Ừ. Cái kia lấy vợ chưa? Lấy vợ chưa nhỉ? Lấy em nhỉ? Thế này lấy rồi. Em không. Này ấy rồi. Không thằng đi chăn trâu ấy. Đây là chưa làm em mà. À. Cũng không học nữa à? Thế tên gì nhỉ? Có hết rồi. Thằng đấy tên gì nhỉ? Tên là Sâm. Sâm à? Ừ. Sâm hay Sơn? Sơn mà sơn như nó ta làm này làm sơn ton nhưng mà sơn à thế à học hết lớp 12 rồi á? Hết rồi, hết 12. À cô có gì làm rồi là đi làm thuê. Được chưa? Ấy có con đấy, được cân không? Được cân không? Bắt tiền con đấy. Bắt lên luôn đi. Hả? Lấy luôn mà, lấy luôn đi về ăn luôn mà. Đấy. Con chép. Cho vào đây. Ý da. Này được cân nhỉ. Cân hay 9 lạng. Có cân không? Nhà có cân không? Ây da. Là một con chép.
đây làm con chép về nấu dưa ăn. Đi đường sợ nó rơi không? Con này nhảy rơi đấy nhỉ. Tí này nhốt vào cái gì rồi? Con chép ao. Đây. Cân thử xem nào, cân xem nào. Xem được cân không? Ấy à, được đúng cân nhỉ? Đúng cân. Đúng một cân. Ừ. Mấy tiền đấy? Trăm. Trăm à? Đây con về cắm thôi mà. Ừ. Ăn phân thôi mà. Ừ. Toàn phân ăn phân à? Ủa thế thì... Xem nào, lấy ra cho vào cái gì? Cái này nó không rơi được á. Không biết nó có rơi được không? Thì treo lên xe. Em đi đến nhà nhìn chả thấy. Ừ, là nhà không thấy thật đấy, đường đi khó này. Treo, treo vào kia. Vừa đi vừa ngắm nhá. Ừ. 100.000 à? Rồi, mua 100. Đấy nhá. Ừ. Có thế còn cái gì ở trong cái sọt kia nữa? Cái sọt này là cũng là cá à? Không, sọt này đồ tương mà. À, đồ tương làm trong này à? Làm à, à đồ, giá đồ tương. Thế là mai chuẩn bị có cỗ đấy nhỉ? Mai làm chuồng trâu là phải làm mấy mâm đấy nhỉ? Làm khoảng mấy mâm? Không thì cái nó làm để ăn dần thôi mà. À, ăn dần. Ao này chịu khó thả nước nhưng mà lấy cỏ về cho nó ăn nhiều vào nó lớn. Nhiều cá này mà không cho nó ăn là nó không lớn đâu nhỉ. Ý, ao rất là đẹp nhưng mà không cho nhiều thức ăn xuống nó không lớn được. Rồi em về nhá. Giới thiệu với mọi người, lúc nãy tôi đi từ trong ở từ ngoài đầu làng tít đằng kia nhá. Đấy, đi vòng vào đây và vào đây. Đấy, đây là một cái bản người Dao các bạn ạ. Đó, rất là cao luôn nhá, lưng chừng núi. Hôm nay trời nó âm u thế nên là tôi sợ tí mưa không về được các bạn ạ. Đây, hôm nay trời nó âm u sắp mưa lắm rồi. Tôi sợ trời mưa nên là tôi đi về thôi. Định lên nhà học sinh ăn cơm trên đấy nhưng mà do sợ trời mưa nên là tôi không dám ở lại. Bởi vì đường đi rất là khó. Cái đường đất này mà trời mưa thì thôi luôn đấy các bạn ạ. Không thể xuống được đâu. Nên là thôi tốt nhất đi về thôi. Đấy. Và tôi mua được một con cá các bạn ạ. Đấy. Giới thiệu với các bạn là con cá chúng ta buộc như này này, nó không bao giờ chết luôn. Đấy. Buộc vào vây nó này. Đây tôi cho các bạn xem nhé. Đây nha các bạn nhá. Đây là đặc điểm cá chép, nếu mà chúng ta buộc vào cái vây nó như này thì đi hàng vài chục cây nó cũng không chết nha các bạn nhá. Cái treo này đi nó không chết đâu. Đấy, đây là một đặc điểm mà rất là mạnh của con cá. Đấy. Thoải mái về đến nhà không chết, tí tôi về nhà tôi thả cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, đi về thôi, không tí trời mưa không về được. Đấy, tôi review cho các bạn xem một chút về toàn cảnh cái bản ở trên này. Đấy, rất tiếc là lúa bây giờ cũng gặt hết rồi các bạn ạ. Thế nên là không đẹp mấy rồi, bây giờ chỉ còn các cái thửa ruộng trắng trắng, nó không vàng nữa, màu nó không đẹp. Để khi nào ruộng nó chín tôi lại lên đây tôi quay. Rồi, bây giờ tôi đi về đây. Rồi, tôi đi về đây. Đấy, đường đi này mà dốc lắm các bạn. Đường xuống rất là dốc các bạn, đi khó lắm. Mà được cái lên trên này cảnh nó đẹp các bạn ạ. Con người dân bản trên này rất là thân thiện luôn. Định lên đây ăn cơm nhưng mà thôi, nghe chừng không ổn lắm, trời
sắp gió to, mưa to đến nơi rồi các bạn ạ. Còn nhiều ngô lắm các bạn ạ. Ngô rất là tốt luôn nha. Wow, có lẽ là đường đi khó quá, tôi tắt máy đây. Đây các bạn nhé, con cá này đi từ trên bản xuống nhưng mà vẫn chưa chết nha các bạn nhé. Đây nhà tôi đây. Đây tôi đi thả nó vào cái chậu xem cho nó bơi nha các bạn nhé. Đấy, đi hơn 5 cây số nhưng mà nó không chết các bạn ạ. Đi thả ngoài chậu. Vẫn còn bơi bình thường. Không bơi được nữa. Ngửa chắc sắp chết rồi. Nhưng mà nó vẫn còn ngáp ngáp. Đi bao nhiêu xa rồi nhé, không chết. Nó mới siêu. Đấy, con cá mà cứ buộc vào như này là nó không chết này các bạn ạ. Đây. Các bạn nhớ nhá, con cá cứ buộc vào cái vây trên này này. Sách này đi cả chục km cũng không chết được. À, xuống lại sống bình thường. Rồi, tí nấu om dưa.